và chúng ta tìm một hướng khác. Ủa tại sao mình cứ phải ngồi mình gỡ nút này rồi mình kiểu như mình khổ sở đó. Đó là những cái chướng ngại, những cái vấn đề mà người ta phải giải quyết. Thế thì trong những cái nút thắt đó đó, thì lúc đấy anh và chị cảm thấy cái nút thắt nào khó gỡ nhất? Cái mà về nước để sống chung á, cái đó là rất là khó. Là sự hòa hợp về văn hóa. Anh không thể nào anh để ba mẹ anh ở đây được. Cô ấy về đây thì cô ấy cũng không biết là làm công việc gì và nói chuyện với ba mẹ như thế nào. Nhưng mà trong cái quá trình yêu nhau nó cũng không phải là đôi ba ngày. Vậy thì có cái sự gắn kết nào giữa anh với chị để có những lúc mình nghĩ rằng đây là mối quan hệ dài lâu? Thứ nhất là hai đứa có chung một cái gọi là một cái sợi dây nghệ thuật như anh nói. Rồi. Thứ hai là tụi anh có những cái kỷ niệm. Thí dụ như là trong những cái lần mà đi lưu diễn hoặc là trong những cái lần đi chơi này kia đó, tụi anh lúc nào cũng là muốn kháng khích với nhau và cảm thấy là anh hát mà có một cái người minh họa ở phía sau giống như một cái bức tường á, mà làm cho mình yên tâm và mình cảm thấy là mình giống như có một cái gì đó trong cuộc sống cũng có người ấy, mà trên sân khấu cũng có người ấy, thì anh cảm thấy anh yên tâm hơn rất là nhiều. Gắn kết về mặt tâm hồn. Đúng rồi. Cảm thụ nghệ thuật về cơ thể. Và một cái nữa để nói là gắn kết về cơ thể, về chuyện yêu. Chuyện yêu, chuyện gắn bó với nhau, sống chung với nhau. Rồi. Cái điều đó đối với tâm thức của một chàng trai phương Đông, nó có làm cho anh nghĩ rằng là thực sự là đây là cái người mà mình sẽ có trách nhiệm lâu dài luôn không? Anh chưa nghĩ tới. Anh chưa nghĩ tới. Đến khi mà chuẩn bị về nước thì lúc đó mình mới hốt hoảng, mình giật mình, mình bàng hoàng, và lúc đó mình phải nói chuyện thẳng thắn thôi. Nhưng mà ngay cả trong cái gắn kết về cái đời sống riêng tư như vậy, giữa hai người đang yêu nhau thì anh vẫn cảm thấy rằng là mọi thứ nó đều rất là thỏa đáng. Đúng rồi. Mình rung cảm với cô ấy. Chính xác. Đây là cái người mà mình có thể gắn bó được. Mà cái hay á nha, anh không biết là đối với những người khác sao, đối với tụi anh á, cái hay á là khi tụi anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Giống như em nói, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ yêu thôi. Vô lo. Không cần phải dính mắc vào những cái trách nhiệm bổn phận để mình phải làm hao mòn cái tình cảm của mình lúc đó. Đúng rồi. Cái điều đó sau này có vẻ như nó đã bị thiếu trong đời sống sau này của anh, bởi vì những cái gắn kết sau này nó buộc mình phải nhìn ra đó là trách nhiệm. Trách nhiệm, đúng rồi. Cái mối tình đầu của anh như vậy, anh bị ảnh hưởng về sau rất nhiều đối với những cái người phụ nữ về sau này của anh. Sẽ không so sánh để họ tổn thương, nhưng rõ ràng là nó làm cho mình cảm thấy vẫn thiếu một cái gì đó mà mình đã từng được trải nghiệm. Đúng rồi. Anh nói thí dụ như vậy, thí dụ người phụ nữ phương Tây người ta chủ động trong cái chuyện yêu. Đúng rồi. Nhưng mà người phụ nữ Việt Nam sau này á, người ta không có chủ động. Dạ. Thế mình cứ chờ. Em hiểu có nghĩa là mình. Em hiểu rồi. Từ vì lúc đó anh chưa có yêu người phụ nữ Việt Nam, thành anh không có hình dung được. Thành nó có cái hay cái chỗ đó là anh cứ nói là, ủa sao em chưa chủ động vậy? Có khi nào vì điều đó anh lại nghĩ rằng là vì cái người phụ nữ sau này của mình, tức là những cái mối quan hệ tại Việt Nam, họ không chủ động, anh lại phiên dịch cái sự không chủ động của người ta thành ra chuyện là người ta không muốn, cái anh không làm gì luôn. Không, đây vẫn làm, nhưng mà kiểu như là ngay từ đầu là giống như một mình bị áp đặt bởi cái mô hình đó rồi. Thành ra mình cứ suy nghĩ là nó mặc nhiên nó phải là như vậy. Nhưng mà cái sự mãnh liệt, cái sự nồng nàn nó đó. Phải như vậy. Bạn yêu thì bạn nói, bạn gọi là bạn mong muốn gắn kết thì bạn phải thể hiện. Đúng rồi, thí dụ như vậy. Thì anh nói chỉ mà một cái chuyện nhỏ thôi. Không, chuyện đó lớn chứ anh. Trong cái chuyện yêu thôi, nó còn có nhiều khía cạnh khác nữa. Đó, thành ra là anh mới mãi lúc sau mình này bị hụt chân. Mình bị hụt chân và anh mới khi mà anh mới nghĩ lại là ôi, hai cái văn hóa nó khác nhau, tính cách nó khác nhau, mình không thể nào mình mang cái mới lớn của mình biết để mình áp đặt vào, và những người đây là những người vợ của mình chứ nhẫn. Không còn là anh dùng từ nhẫn thì em mới hỏi anh thì đó. Anh dùng từ nhẫn thì đâu có gì đâu, anh dùng không, đúng từ mà không, anh dùng đúng từ thì vì nó là từ nhẫn cho nên em muốn hỏi anh là đến cái mối quan hệ thứ mấy anh mới nhận ra là cái sự ráp nối cái mô hình ngày xưa của mình vô cái mối quan hệ này là nó không ổn, ngay từ người vợ đầu tiên hay là phải là và sau đó mình mới nhận ra ngay từ người vợ đầu tiên? Khá hoàn toàn, nhưng mà cũng do thời cuộc thôi, người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đó. Nó có những cái mà nó ảnh hưởng đến tình yêu rất là nhiều. Cái này nó hơi tế nhị nè. Nhưng mà anh đã chịu kể cho nên em sẽ chịu hỏi. Thật sự á, mặc dù mọi người nói đó là chuyện nhỏ, nhưng mà chúng ta nhìn một cách thẳng thắn vào những cái chất liệu tạo nên một cái hạnh phúc gia đình, nó là chuyện lớn, chứ nó không phải là chuyện nhỏ. Phần trăm rất là lớn. Dạ đúng, vậy thì cái cảm xúc
thăng hoa, cái sự hài lòng trong cái việc gắn kết vợ chồng của mình. Nếu như anh nói rằng là thực ra là không có cái sự chủ động, không có cái sự mạnh dạn, thì điều đó nó có làm cho anh bị so sánh rằng là ngày xưa trong cái gắn kết này với cô người yêu trước đây của mình rất là thăng hoa, mình cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn. Còn với người vợ, vì cái sự dè chừng của người phụ nữ phương Đông, nó đã làm cho mình cảm thấy không thoải mái không? Có chứ em, có. Có. Anh có chia sẻ với bạn đời của mình không? Có, và anh mới hỏi. Anh gan vậy luôn. Thì anh nói ngay từ đầu là tính anh rất là thẳng thắn và trung thực. Dạ. Thì anh mới hỏi. Sau đó thì mình có gọi là cái sự chỉnh sửa. Có sự chỉnh sửa để hòa nhập với cái văn hóa của Á Đông. Nhưng nó có làm cho mình cảm thấy thỏa đáng rằng đây đúng là cái mà mình mong muốn không? Hay mình vẫn bị vật vờ giữa cái trải nghiệm đã từng có? Cái với gì cái đầu tiên hiện giờ? Và cái gì mới lạ, độc đáo nhất? Dấu ấn nó sẽ sâu đậm. Sâu đậm hơn. Mình không có so sánh một cách cố ý. Chính xác. Nhưng thực sự có những cái mà não bộ mình nó tự xử lý dựa trên bộ nhớ. Cũng khó cưỡng lại. Vậy thì em không biết có chủ quan không, nhưng em tin là điều này nó có. Là với những cái lần mà mình buộc phải dừng lại một cái cuộc hôn nhân của mình, thực sự cái sự ảnh hưởng của cái ký ức tình đầu nó tác động đến cái sự thỏa mãn trong đời sống hôn nhân, nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Em sẽ không hỏi anh là có tác động hay không, mà em hỏi luôn là chiếm bao nhiêu phần trăm. Có thể các anh chị có thể đã ly hôn vì nhiều lý do lắm, đời khó nói mà. Nhưng cái dấu ấn tình đầu, anh nghĩ là 60% đó. Nhiều như vậy luôn á. 60%. Anh có nghĩ là vì mình yêu cũng chưa đủ nhiều cho các cái mối quan hệ hôn nhân sau này không? Yêu không đủ lớn chứ phải không đủ nhiều. Nó không đủ mãnh liệt để mà mình theo đuổi. Để mình theo đuổi nó. Đó. Cho em đang hình dung nha, thực ra cũng không biết phải nói đây là bất lợi hay là thuận lợi. Chạm ngõ tình đầu, anh đã yêu trong một bối cảnh mà từ không gian vật lý nó đã quá chuẩn mực về sự lãng mạn. Một cô gái Nga đủ cởi mở để mình được thăng hoa thực sự trong quan hệ tình cảm. Đó lại là mối tình mà không vướng bận cơm áo gạo tiền. Đúng trách rồi. Nhiệm. Trời, nó đẹp như cổ tích. Thành ra khi mà mình quay trở về với những mối quan hệ đời thường là đổ vỡ liền. Đổ vỡ liền. Thế thì em hỏi thiệt anh là khi mà mình rời khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, mình đến với cuộc hôn nhân thứ hai, mình có đến với nó trong cái tâm thế là mình đi muốn tìm lại để nó phải đúng với cái chuẩn mực tình đầu khi mà anh đến với mối quan hệ thứ hai, cái cuộc hôn nhân thứ hai? Những cái cuộc hôn nhân sau này nó lại không phải là nằm ở cái vấn đề mà yêu hoặc là sự gọi là thương mến nữa, mà nó nằm ở vấn đề là gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm. Và cơm áo gạo tiền đó, thì nó nằm ở cái khía cạnh đó cuộc sống, chứ không phải nằm ở khía cạnh bên kia. Một cái áp lực rất là lớn. Áp lực. Còn bây giờ khi mà có đầy đủ tất cả thì anh mới nhìn lại rằng là ông trời ông công bằng lắm. Ông không có cho ai đầy đủ bao giờ hết. Khi mà mình đã có một cái gì đầy đủ rồi thì mình sẽ phải mất đi những hạnh phúc khác. Khi anh ngồi đây anh kể về một cái chuyện tình đầu đã xảy ra lâu rồi mà nó vẫn rất là sống động, điều đó cho thấy là trong tâm khảm của mình cái ký ức đó nó vẫn rất là nguyên vẹn. Vậy thì sau này khi mà chúng ta tiến đến thời đại công nghệ, chúng ta đã dễ dàng hơn trong việc liên lạc, thì anh với cô ấy có kết nối lại được với nhau, có gặp lại nhau lần nào không? Không em, không. Từ vì lúc đó về là chỉ là viết thư tay thôi, gọi là đánh điện tính á, chứ thời đó là chưa có internet nữa. Đúng rồi. Vậy thì khi mà internet phát triển, thực sự thì sau này có khi nào nó dợn lên trong lòng anh một cái mong muốn là mình cũng muốn đi tìm kiếm thông tin của cô ấy? Anh tìm, anh search tên các kiểu nhưng mà không có ra trên tất cả những trang mạng xã hội luôn. Cái mong muốn của mình cho mỗi lần mà mình search, mình tìm là mình đang mong muốn cái gì? Không biết là cô ấy có thể là đã có một gia đình mới hay chưa, có những đứa con kháu khỉnh hay chưa, nhưng mà trong thâm tâm anh là mong muốn là cứ kết nối thôi. Đối với những người phụ nữ phương Tây thì khi mà chia tay thì họ hay lắm, họ chia tay một cách văn minh. Và xem cái người bạn của mình, người bạn đời á, hoặc là người bạn tình của mình á, như là một người bạn bình thường. Nhưng mà trong cái chia sẻ của anh từ đầu đến giờ, anh nhấn mạnh rất là nhiều cái chi tiết là toàn bộ cái quãng đời về sau của mình nó đều bị ảnh hưởng rất là lớn bởi mối tình đầu. Mà những cái ảnh hưởng đó theo như anh tả nó toàn là điểm hụt chân không à. Vậy thì có bao giờ mình cảm thấy cũng hờn trách định mệnh chút đỉnh khi đẩy mình vô cái cuộc tình đầu đó không? Giá như cuộc tình đầu của tôi là với một cô gái Việt Nam đi, thì có thể là tôi đã không có bị những cái điểm hụt chân như vậy. Anh nghĩ rằng nó sẽ không đến từ từ
bản thân con người mà nó đến từ cuộc sống kìa. Chính là cái cuộc sống á, và gọi là cái thiên thời, cái địa lợi, cái địa lý đó, nó mới làm con người ta thay đổi. Chứ bản thân mình ít khi nào mình thay đổi lắm. Thậm chí bạn ấy coi như là lúc minh họa với anh á, thí dụ anh hát những cái bài hát về mối tình chia xa, thì bạn ấy nói bây giờ em nhảy với lại một cái người bạn nam khác, minh họa cho anh có được không? Nó ừ thoải mái thôi. Dạ. Bình thường. Anh khi mà về Việt Nam công tác lâu như vậy rồi, đến thời điểm này anh còn nói tiếng Nga ổn không? Còn nói được. Còn nói được. Giờ em giả định nha. À. Cũng không biết nữa, nhiều khi ông trời ông dung rủi mình những cái hoàn cảnh nó kỳ lắm. Ừ. Biết đâu chừng vì một lý do nào đó mà cái người bạn gái năm xưa của anh đang theo dõi chương trình, hoặc là một ai đó cổ biết. Bởi vì khi cổ biết anh thì có nghĩa là cổ sẽ có nhiều mối quan hệ khác với những người bạn Việt Nam nữa. Ừ. Cũng không biết ha, nhưng mà rủi như biết đâu được. Cổ đang xem chương trình của hai anh em mình. Ừ. Anh có gì muốn nói với cổ không? Nhưng anh nói bằng tiếng Nga nha. Sau đó anh dịch lại cho em nghe với. Nếu bây giờ phải nói một điều gì đó với người yêu năm cũ, anh sẽ nói gì với cô gái Nga đây? Я еще тебя люблю, как было. Anh sẽ vẫn còn yêu em như là lúc xưa. Trời ơi, vậy mà nói cái lúc mà tìm trên mạng xã hội chỉ tìm coi là coi người ta làm sao là được. Đó vậy mà đâu. Bây giờ nhắn gửi thì nó là mối tình anh vẫn yêu em như thì lúc xưa. Thì cái mối tình đầu bao giờ cũng là cái mối tình mà nó sâu đậm nhất mà. Cảm ơn anh rất là nhiều với câu chuyện lần đầu được nghe anh Đoan Trường kể một cái cuộc tình khác biệt về văn hóa. Nhưng nó đã tạo thành một cái mảnh ghép tròn trịa để có được một cuộc tình viên mãn giống như em đã tạm gọi tên. Thế một lần nữa chúng ta được nghe một cái câu chuyện tình mà nó không có phải kết thúc bằng một cái đám cưới, bằng một cái sự về chung nhà, để hiểu rằng là cái trải nghiệm đẹp trong tình yêu nó không đơn thuần là một cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cái quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng cái sự dừng lại đó là một cái sự dừng lại đầy lý trí, cần thiết, chứ nó không phải là một cái sự thờ ơ hoặc là thiếu trách nhiệm mà chúng ta tung hê cái cuộc tình của mình. Cảm ơn mọi người một đêm nữa, tối thứ năm, đã dành thời gian cho chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau để nghe thêm về bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi tiếp tục. Bây giờ em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em một bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu thì bút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc, là thời gian ít khi đi chơi đâu, nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng cầm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình cũng
thấy cảm giác nó không nhiều buồn cho mình, muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đấy với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba anh trai em, gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá cái gì. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cùng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh giá mình về gì nữa này. Ừ. Thì nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm đi, làm đi. Lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải hả, dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn cái mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài em về nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ. Tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là
Người vừa vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Thì mình giờ mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống năm 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung mà miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, những Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó? Em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại cũng dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? Thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn. Nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đồ. Ừ. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ừ, ok. Rồi cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa. À, ok. Dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm cái